Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh SHI. Sau đây, SHI xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tác phẩm Chợ, tác giả Nguyễn Ngọc Tư do SHI thực hiện. Không biết bây giờ bạn đang lang thang ở đâu? Lên Sapa đi chợ tình hay đã xuôi chợ viền Nam Định? Không biết bạn đang xì sụp ăn ốc nóng ở chợ Âm Phủ, Đà Lạt hay về miền Tây Nam Bộ xuôi thuyền thăm các chợ đồng bằng? Được du khảo qua các chợ, đó là niềm đam mê không dễ gì dứt bỏ. Có lần bạn đã nói thế, phải không? Vậy thì sao bạn không về thăm chợ nổi Cà Mau quê tôi? Nằm giữa lòng thành phố Cà Mau, quãng cuối sông Gành Hào, đứng trên cầu nhìn về phía mặt trời mọc, người ta có thể nhìn thấy một dải ghe rập rờn sao động cả mặt sông, những cái chân dịch gác chổng lên loang loáng dưới mặt trời. Không biết chợ đã hình thành từ khi nào, phải chăng từ những chiếc ghe thương hồ xuôi ngược một hôm neo đậu gần nhau để mồi xin chút lửa, trao đổi cho nhau nắm gạo lứt, tấm vải bố tời, trái bầu, trái bí, vân vân, mà nên một xóm chợ trên sông đông đúc, sung túc nhất đồng bằng như bây giờ. Sao bạn lại không thể cùng tôi dạo chợ trên sông, đi từ buổi sớm mai trong lành để ngắm xóm chợ tươi tắn, nhiều màu sắc và lạnh lùng trong con mắt người xứ khác? Mà sao lại là buổi mai? Vì chợ lúc bình minh lên như thời thơ ấu của một đời người, đẹp đẽ, tinh khiết, trong ngần. Sương động trên chiếc mùng giăng trên mui ghe của đám trẻ con ngủ dùi, ngủ nướng, rồi bản lãng tang cho một ngày buôn bán bận rộn bắt đầu. Hàng trăm chiếc ghe to, nhỏ, khổng lồ đậu sát vào nhau thành một dải dài. Người bán, người mua trùng trình trên sông nước. Buổi sớm mai, đó là buổi những chiếc xuồng con của các chị, các dì bán hàng ăn sáng. Mùi thơm của các loại bánh lan tỏa xa hơn cả tiếng rao hàng, là buổi của những chiếc ghe hàng bông đổ ra từ trăm ngàn con sông, rạch để bổ hàng, rồi trở về theo trăm ngàn lối sông rạch cho chuyến buôn xa. Buổi của những chủ ghe tất bật bày biện, sao cho mớ hàng hóa của mình mới mẻ, tươi tắn và tinh tươm nhất. Ngày trước, chợ trên sông Cà Mau cũng giống như nhiều chợ nổi đồng bằng khác, buôn bán rất nhiều mặt hàng từ nhu yếu phẩm đến thực phẩm. Nghe kể, chợ bán cả bàn ghế, giường tủ, tủ thờ, vân vân. Bây giờ, cách buôn bán ấy chỉ còn ở những ghe hàng bông lưu động đến tận nhà người dân. Riêng chợ nổi Cà Mau chỉ tập trung bán sỉ hàng hóa nông sản tươi, những thứ rau, trái, miệt vườn. Với khách đường xa, đi chợ trên sông là để xem, để khám phá cái nguyên khí một miền quê lạ. Bạn không cần ghé vào từng ghe để xem hàng họ bán những gì. Bạn chỉ cần biểu em gái chèo đò, chèo chậm thôi, thông thả thôi, ngang qua chợ. Bạn cứ nhìn cái nhánh cây thon, dài, buộc ở đầu ghe kia. Trên cây treo gì thì ghe bán thức ấy, lúc la lúc liễu trông lạ vậy. Nhưng đó là tiếng chào mời không lời. Chẳng cần rao bán, chèo kéo, nhưng khách cầm lòng nào mà bỏ đi? Cầm lòng được sao với cái màu đỏ thanh thao của trái đu đủ chín cây, đỏ ao ao của chùm chôm chôm, vàng ươm của khóm, xoài, xanh riết của cốc, ổi, tím của cà. Giữa chợ nổi Cà Mau, cảm giác như gặp được những khu vườn của miệt sông Tiền, sông Hậu, như nhìn thấy những rẫy khóm, rẫy mía miên man dọc triền sông Trệm quê mình. Mỗi chiếc ghe neo đậu ở đây là một ngôi nhà, ngang 2 mét, dài 5-7 mét, nhỏ bé, chật hẹp là vậy, nhưng khách thương hồ lại có tâm hồn hiếu khách, hào sản, rộng rãi. Bạn đến, họ sẽ chẳng hẹp lòng gì mà không mời bạn nếm thử miếng dưa gang thanh thao, cái thơm ngọt lạ lùng của trái dừa nước, thử cái vị chua chua của trái dâu, trái khế quê nhà. Nếu bạn lỡ phải lòng cô bán hàng duyên dáng nào đó, thì xin hẹn ước mau mau, để chần chừ về nhà rồi quay trở lại, sợ rằng sẽ đứng trên chiếc đò nhỏ chao trên sóng, hay lòng của ta chao, nhìn cái cọc buộc ghe gắn một sợi dây quen. Có buồn lắm thì cũng đành hát, người đã đi rồi khôn níu lại. Biết làm sao được, bản chất của xóm chợ này là vậy. Hợp rồi tan như lục bình trôi,
như bèo chạt. Tôi luôn nuôi một niềm hy vọng sẽ cùng bạn lên đền trên chợ nổi quê mình, khoe cái sầm uất rộn ràng của chợ buổi sáng, buổi trưa, cho bạn cảm nhận cái màn mát buổi chiều. Cái màn mát buồn đúng là của một chiều phố núi nào đó, một xóm nhỏ heo hút nào đó, nhưng ở trên sông này vẫn có nét riêng. Những chiều tà, chợ nổi điệu hiu bập bềnh, đậu hết một vạt áo, nắng vàng que que, đỏ que que. Những người đàn bà cúi đầu ngó chăm chăm, xới nồi cơm nghi ngút khói. Những người đàn ông xếp bằng ngồi trên mui ghe, vấn những điếu thuốc to đùng bằng đầu ngón chân cái, phì phà nhả khói lên trời. Những đứa trẻ con ngồi tinh hênh trên mũi ghe câu cá chốt, cá mè. Những cô con gái sau một ngày bán hàng mệt mỏi tìm niềm vui bằng việc nụm niệu chăm nom cho mấy bụi hẹ, chòm rau húng lủi, vài cây ớt ốm nhôm trong cái khạp bể để trên mui ghe mà nghe phảng phất niềm thương nhớ đất. Bình dị vậy mà chợ nổi quê tôi đã đi vào nhạc, vào thơ, vào những bức tranh, bức ảnh. Những văn nghệ sĩ đến, làm nên tác phẩm rồi đi mà vẫn hẹn lòng quay lại bởi những niềm hứng khởi trước những vẻ đẹp lạ lùng. Đặc trưng của miền sông nước mãi mãi không bao giờ cạn. Vậy sao bạn còn chưa đến với đất quê tôi? Nước sông Gành Hào ngày ngày ra biển rồi lại quay về, há không phải vì không nỡ xa, không phải vì thương nhớ chợ nổi Cà Mau đó sao? Sông còn vậy, huống chi người. Tôi gọi những cái chợ ruộng dân giả này là chợ của má, bởi nó hiền lành, lam lũ như má, bởi chợ nhỏ nhoi, khiêm tốn như má. Nhưng nó mang lại một cái hồn sâu, mênh mông lắm nên người ta nhắc nhớ hoài, thương hoài như thương má. Bất kể khu chợ thực phẩm nào ở thành phố Cà Mau cũng có một góc nhỏ dành cho người chợ ruộng. Chợ bắt đầu từ tiếng xe lam chở hàng lặt lè, ầm ĩ trong buổi sớm, bằng tiếng trò chuyện êm đềm, bằng đôi tay quằn, đôi chân mỏi. Chợ bắt đầu bằng những cái bao ni lông trải ra nền đất, bàn tay nào bày ra đó mấy trái dừa khô, mấy nải chuối vàng, con vịt lạc cạc bên rổ trứng, trên thúng, trên nia lúng phúng nhô lên những ngọn rau uống sương cong cong. Hầu hết tất cả rau trái ở quê mình có, ở ruộng chợ có, từ rau muống, rau lan, mồng tơi, bù ngót, đến lá chuối xanh, lá dứa, bó sả, nhím ớt, vân vân. Rồi cá, rồi gà, vịt, chuột đồng, vân vân. Ngày rằm, ngày 30, chợ trang điểm bằng bông trang được cột thành khóm đỏ tươi bán cho những người cúng bàn thờ Phật. Mùng 2, 16, chợ lúc nhúc những chú gà non tơ. Trời hạn, chợ bày thúng rau đắng đất rung rẩy xanh cho những ai thèm nồi cháo tống. Bữa trưa nắng chiều, chợ có rễ tranh, mí lao. Mưa sập xoài, chợ lỗn nhổn ốc lát bán kèm lá ổi, lá sả. Những con ốc lát vừa cựa mình trở dậy từ đất, thịt cứ ngọt lừ. Cũng cử này, người ta bán sổi rau muống đồng. Loại rau muống bị chìm trong nước, nhú lên những cái đọt non mềm, cỡ một gang tay, trắng nõn, tưởng như có thể bẻ bằng một cái bụp ngon ơ. Mùa nào thức ấy. Nhưng có hôm, ta thèm thứ trái mùa, lại gặp ở đây thứ trái mùa. Vô tình, chính con người nón rách áo túi, cùng với những món hàng đã khoác lên cho chợ ruộng một cái áo bình dị, một linh hồn hiền hậu mà rất đổi thiêng liêng. Thêm vào đó một chút thâm trầm dân dã, thì có gì dân dã bằng nắm rau càn cua mọc từ trái hè, mấy trái bình bát chín hườm mọc từ hào ranh, rổ đọt lúa hái từ sân trước. Chỉ có vậy mà những nội trợ đảm đang mê đắm mê đuối chợ này. Họ mua được rau tươi, cá tươi, giá lại rẻ, cho gần với người bán chỉ lấy công làm lời. Họ mua được đầy ắp lòng tin từ bàn tay cần cù của những tấm lòng nông dân chân chất và những người xa quê đỡ nhớ quê nhà. Những người ra chợ Cà Mau đều từ ngoại thành, từ những địa danh như Bà Bèo, Đàn Âm, Nhà Phấn, Tân Thành, An Xuyên, vốn có truyền thống trồng rau, đi chợ. Lọn rau muống giá 150 đồng, nhím đọt chùm ruột giá 500 đồng, sắp lá chuối 1.000 đồng, họ cũng tích cóp tháng ngày. Thật ra,
nhà nào cũng có một vài công ruộng, nhưng ngồi không ăn lúa kho cũng hết, nên đi bán kiếm chút đỉnh tiền. Khuya sớm gánh gồng đi chợ, chợ tan, các mẹ, các chị về nhà, lui chội vài chén cơm, lại tần tảo quẩy chỏ, cầm dao ra giường lo buổi chợ mai. Cắt, lặt, rửa, bó lọn, loay quay cũng tới tận chiều. Bàn tay thấm nước, nhăn nheo, bàn tay tái nhợt. Vậy mà buồn, chắc là nông dân ai cũng buồn kiểu này. Họ không định đoạt được giá cả của món hàng. Nó có thể rẻ, rất rẻ, mồ hôi có rẻ vậy bao giờ? Đội râu đi chợ trở thành một công việc đẹp của người nông dân tự đời nào không biết. Tìm được một người đi chợ lâu năm không khó. Chỗ này, đằng kia đều có mặt những người gì. Tính từ hồi đó đến giờ, tôi đi đứt cỡ 50 đôi dép Lào. Họ là những người gắn bó máu thịt với cảnh chợ quê, không chỉ vì mưu sinh mà là mối gắn bó thiêng liêng. Không có râu, không đi chợ, đâm ra hơi buồn. Có người lặn lội đi bán từng trái bình bát chín, không đủ tiền đi xe thì đi bộ, miễn sao đỡ gìn chợ. Ở nhà buồn tay buồn chân, đi bán, 100 đồng cũng đỡ 100. Những đồng tiền nhỏ nhoi nhưng đầy niềm vui bởi nó được làm ra từ giọt mồ hôi mặn, từ tấm lòng lương thiện thẳng ngay. Những chuyến hàng lại ra chợ vào buổi sớm mai, nên sáng nay con đứng nhìn và con nhớ má. Ngày xưa, có phải má con mình ngồi đằng kia, trong góc đó, và con ngồi chầm hởm, mắt ngó về ông già bán kẹo, mà tay chắc chiêu rổ trứng gà con. Ôi, nhớ ngày xưa quá, má ha.